Samarika lại là mình Berry đây các bạn ơi. Trời ơi, thấy bắt đầu đằng sau tôi nào một cái đầu lâu các bạn à. Ở hiện tại tôi đang đứng ở trong cabin nha các bạn ơi. Các bạn có biết cách nào để lên được trên đây không này? Xem hết video, cuối video tôi sẽ nói cho các bạn biết nha. Còn content chính của ngày hôm nay là tôi đã nhận được chiếc xe mà gọi là chiếc xe màu vàng nguyên thoại các bạn nha. Làm cách nào để tôi nhận được chiếc xe nó thì ok, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Đang ở trên đây các bạn à, tôi không biết ở trên đây nó có vía gì hay không. Thôi bây giờ mình thử mở 10 hộp trước đi, trước khi chúng ta mua xe đi nha. Đây nè, có gọi là hộp bốc thăm phù hỷ đen huyền diệu nè, trong đây nó có cây cuốc là hiếm nhất các bạn à. Thuộc tính cây cuốc này trời ơi, nói chung là hiện tại là cây cuốc này nó chưa có tác dụng trong cái phiên bản lần này các bạn à. Nhưng mà tôi nghĩ phiên bản lần sau nó sẽ có ra một viên đá gì đó, đá zombie chẳng hạn, thì tôi nghĩ cái này nó sẽ hữu hiệu hơn các bạn à. Ngoài ra chúng ta có nguyên cái bộ đồ phù thủy nha các bạn ơi, khá là đẹp. Rồi tiếp theo đó là những cái phụ kiện đi kèm thôi. Thì bây giờ tôi có 11 vé carbon thôi, tôi mở hết 11 vé đi các bạn ơi, cho đỡ ngứa mắt nha. Để xem thử cái chỗ trên đây nó hên không nha. Rồi cái vé đầu tiên nè, xem đặt cái gì đây, ủng ba la đi. Tôi là phù thủy đây. Trời ơi, một cái gì vậy? Một cái tủ đựng đồ cho các bạn ơi. Trời ơi, luôn sorry. Được rồi, bây giờ mở 10 cái luôn nè. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Ô trời ơi, cái ngôi sao giống ngôi sao bạc vậy. À, tôi tưởng đâu ngôi sao đồng, ngôi sao bạc gì của tiệc nhà đây mà. Trời ơi, gì hai cái dữ vậy? Trời ơi, cái gì mà đen dữ vậy trời? Trời ơi, cái bình gì đây? Bình gì vậy trời? À, cái bình vạc ma thuật à, cái bình này giống cái bình phù thủy, cái gói phù thủy các bạn y chang luôn. Trời ơi, hai bình luôn hả? Ôi, cái gì đây? Ôi, một cái mặt các bạn à, như là cái này rất là hiếm đó các bạn ơi. Ui, cái đôi mắt đẹp thế nha. Ui, cái gì nữa đây? Sao giống lò nướng BBQ vậy? À, cái bàn đây mà các bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, một cái mũ luôn các bạn nha. Ui, hên thế. À da, cái cuối cái gì đây? Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, một cái mái tóc nha các bạn ơi. Ôi, có vẻ như lần này tôi mở cái hộp này khá là hên các bạn nha. Vỗ tay, vỗ tay. Trời ơi, đại khái là khá là hên nha các bạn ơi. Thì các bạn nhớ lên trên đây mở thử xem như thế nào nha. Thường thường các bạn sẽ mở cái chỗ cái ước nguyện không, đừng có mở cho nó nữa. Lên đây mở thử coi xem có hên giống như tôi không nha các bạn. Rồi. Chiếc xe mà các bạn thấy nó giống chiếc xe gọi là Lamborghini này đúng không? Nhưng mà thực chất là không phải nha mọi người. Nó cũng là tính chất xe đua luôn, nhưng mà nó phải chiếc Lamborghini này. Mà các bạn muốn sở hữu được chiếc đó, các bạn phải vô chỗ này nè. Bây giờ đi theo tôi nha. Rồi, tới chỗ ông chú đâu xòm nè. Rồi vô cái phần chế tạo cho các bạn. Đây, ở cái phần đầu tiên giới hạn thời gian luôn. Nó trong vòng là 12 ngày 20 giờ nó sẽ hết cái này mọi người. Đây, thực chất nó chính là cái gói VIP đời đầu mọi người à. Nhưng mà nói chung là tôi không biết là cụ thể thời gian bao nhiêu, nhưng mà nó là gọi là cái gói VIP đời đầu. Thì cái gọi là ngoài cái xe này ra thì chúng ta có những cái bộ đồ liên quan như là cái mũ bảo hiểm nè. Đó, áo nè, cái bộ đồ nè, rồi đôi giày nè, đó. Nhưng mà tất cả đều là thỏi vàng nha các bạn. Đấy, cái là ghế mũ bảo hiểm nè, rồi cái gì đây, cái bàn tròn á, bánh tròn bánh hay bánh xe đó, kiểu vậy các bạn. Còn mấy cái đường này trong gói cũ, trong cái trang trí nội thất có bán, các bạn không có vấn đề gì cả. Còn lại mấy cái gì mà liên quan tới cái gói VIP này nó đều là gọi là thỏi vàng nha mọi người. Đây nè, còn cái là thợ lớp xe là nhìn ngầu đấy. Rồi, tâm điểm chính của chúng ta đó chính là cái chiếc xe này. À, chiếc xe siêu tốc độ các bạn ơi, nhìn không khác gì chiếc Lamborghini, nhưng mà thực chất nó là chiếc giường nha các bạn ơi. Nó là một cái giường xe đua nha, đây nè. À, bạn có thể dùng trang trí nhà nội thất rồi, tức là có trang trí hơn các bạn à. 28 thỏi vàng. Thì bây giờ các bạn hãy xem tôi mua cái giường này hồi tối qua như thế nào nha các bạn. Úi giời ơi. Ngoan. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây, chính là cái xe đua mà các bạn nha. Thì cái xe đua mặc định là một cái giường, nó sẽ có một cái chỗ ngủ cho các bạn nè. Đấy, nếu các bạn gọi là vô mặc định sẽ nằm, nhưng mà ai đi xe mà nằm đúng không các bạn. Cho nên là tôi quyết định tôi chế vô, đó, tôi chế mấy cái ghế vô các bạn à, đây nè. Đấy, bây giờ tôi ngồi cho các bạn xem nha, đó, thấy không. Ngồi y chang như lái nè, thấy không, đó, thấy không. Nó phải vậy các bạn à, mà bây giờ các bạn muốn làm được cái này như thế nào á. Thì bây giờ các bạn vô cái phần trang trí nè, đó. Các bạn gọi là lồng bốn cái ghế ở trước đó cho tôi, đó, bốn cái ghế nè. Rồi xong lồng cái ghế trước nha, xong các bạn lấy cái xe nè hạ xuống nè, ghép vô nè, đó. Thì lúc cái này mấy cái ghế nó sẽ bị cái xe nó ẩn mọi người, đó, thấy không. Rồi vô cái khớp ngay canh canh đúng nè, miếng màu trắng nè, rồi tháo ra nè, rồi ngồi nè, đó. Rồi ghế sau nè, rồi ghế sau nè, đó, thấy không.
quá là tuyệt vời. Ok nha các bạn ơi, đó là cách mình sở hữu được chiếc xe gọi là xe đua này như thế nào nha các bạn. Thì các bạn nếu được thì các bạn có thể gọi là tham gia mấy mini game của mấy người khác đó để lấy thỏi vàng, nếu như các bạn nào không có tiền để nạp ấy. Không, nếu có tiền để nạp thì khỏi nói rồi đúng không. Đấy, mua cho mình một chiếc xe gọi xe và chân trong nhà luôn, cho các bạn vô ngồi chơi thì quá là đã nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, tôi thấy nhiều anh em á khá là thắc mắc là làm cách nào để gọi là đi qua được chỗ này đúng không. Thì có một cái mẹo nho nhỏ nha các bạn, đó chính là các bạn phải nhờ một người bạn của bạn đứng sát cái cổng đó nè, rồi các bạn tele người đó thì sẽ được nha. Thì bây giờ tôi có nhờ con em của tôi là bé Di nè đứng ở đây, thì bây giờ tôi sẽ tele nói nha anh em. Rồi đó, thấy không, là mình vô được các bạn à, mình được bị đẩy qua đây. Thì trong đây nó sẽ có rất là nhiều căn phòng cho mọi người, đây nè đó, thấy không, sẽ có những căn phòng nó mở cho mình mà những căn phòng nó sẽ đóng cho mọi người. Rồi đây rồi đó, không thì tôi nghĩ mấy chỗ này là mấy anh em YouTuber kia đã review hết rồi, mình không review chi. Thì tôi nghĩ đây là một cái khu vực vào ngày 22 tháng 10, mọi người, nó sẽ mở ra cho mọi người và nó có một gọi là một NPC mới thì phải, và trong đây nó sẽ có những nhiệm vụ mới cho mọi người. Cho mọi người đây nè, nó sẽ qua một cái map mới thì phải mọi người à. Rồi, làm thế nào để mọi người vô được những cái cửa mà bị kẹt ở đây nè. Đó, thì có một cách là các bạn mời các bạn của bạn á vô tiệc trò chơi, hoặc là những người mà đi theo các bạn nè. Ở đây có mấy đứa rồi, mấy đứa em của tôi nó đi theo tôi nè. À, cho mấy đứa lên TV luôn nha, bà sửa cho bà sửa. Rồi bà nào muốn lên TV nữa không? Rồi mấy ông kia ở ngoài kia nè, tôi cho vô luôn nè, vô đây. Rồi, nguyên cá lò là mấy anh em chui đây hết nè. Đó, thì bây giờ cái người quan trọng, cái người cầm cờ, họ đẩy mấy người kia vô sau nè, đó, họ đẩy nè, đó thấy không, có mấy người vô được thì mình tắt nè. Rồi đó, thì họ sẽ ở bên trong luôn nha các bạn, đó thấy không, anh ơi ký em đó, bà kia bị nhốt bên trong rồi nha, bà ở trong luôn nha, rồi tôi đi nha. Vậy nha các bạn, muốn áp dụng mà nhốt ai bên trong thì làm y chang vậy nha. Còn bây giờ chào tạm biệt nha, tôi đi luôn nè, bye bye cho mấy anh em ở trong kia nha. Trời ơi, các bạn thấy cái chỗ ông cảnh sát Victor không đây nè, cái chỗ khu bệnh viện cũ các bạn. Thì bây giờ trước chỗ này nó có mấy cái xe cảnh sát quá trời luôn các bạn à. Mà công nhận mấy cái xe cảnh sát là nhìn đẹp thật ha các bạn. Ừ, nhưng mà có một điều nha các bạn thấy không, là những người ta làm nhiệm vụ đây nè, là có một cái băng họ kéo từ bên kia kéo qua, là cái này do bị lát cho mọi người, chứ không phải là do hiệu ứng gì nha mọi người. Như mọi người thấy nó hơi kinh dị một tí mọi người à. Đó là cái chân mấy người này là không có, là bị kéo dài đó mọi người à, là chỉ có phần thân ở trên thôi. Thề luôn, cái khúc này tôi ớn lạnh luôn các bạn à. Nó nhìn nè, tự nhiên không có cái chân ở dưới mà cái chân nó bị kéo dài ghê đó các bạn. Ừ, cái này bị lỗi game nha các bạn ơi. Tôi nghĩ là trong bản cập nhật sắp tới là họ sẽ fix cái lỗi này. Và hiện tại nha mọi người, cái bệnh viện là mọi người không có vô được bên trong nha, hoặc là họ khóa rồi mọi người. Tôi không biết là ngày 22 họ sẽ update những gì mà họ là khóa cái bệnh viện lại. Tôi nghĩ là cái cập nhật sắp tới nó sẽ liên quan tới cái bệnh viện này các bạn à. Nhìn ghê thật sự các bạn à. Còn bây giờ tập thể những anh em ở dưới cống ngầm cùng bay đi chào tạm biệt tất cả anh em nha, ăn ngon nè, xíu. Trời ơi, đi xuống cống ngầm cái lập nguyên cái fan club đâu đây nè mà. À, tạm biệt á. À, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ tụi tôi nha. Còn bây giờ thì đi bắt chuột thiếp thôi anh em ơi, còn hai con chuột nữa nè. Ừ, đi.